quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình truyền hình tam kỳ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, tam kỳ đạt và vượt 19 trên 35 chỉ tiêu. Hoàn thiện hợp phần xây dựng chiến lược đô thị thông minh thành phố tam kỳ. Tại tam kỳ, nhiều sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè. Tuần qua, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị lần thứ 13, tập trung đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 21. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đến dự hội nghị. Nửa nhiệm kỳ qua, thành phố Tam Kỳ đã thực hiện 19 trên 35 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đó là các chỉ tiêu thu phát sinh kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tuyến phố văn minh đô thị, mật độ đường khu vực nội thị, hộ dân nội thị, nông thôn, sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Chất thải rắn sinh hoạt nội thị được thu gom và xử lý. Chỉ tiêu về hộ nghèo, lao động có việc làm tăng thêm hàng năm, lao động qua đào tạo, lao động phi nông nghiệp toàn đô thị, lao động phi nông nghiệp nội thị, bảo hiểm y tế toàn dân, hội gia đình văn hóa, xã phường vững mạnh về quốc phòng an ninh, tuyển quân và giao quân, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp đảng viên mới. Đảng bộ thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020-2021, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Các chỉ tiêu khác tiếp tục thực hiện đạt kế hoạch vào cuối nhiệm kỳ. Đến dự hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận, biểu dương những nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ thành phố Tam Kỳ để đạt được kết quả trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị Tam Kỳ phát huy tiềm năng, lợi thế, chú trọng phát triển dịch vụ du lịch, sinh thái, chuyển mạnh cơ cấu theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, công nghệ cao. Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực sáng tạo, Đảng bộ thành phố Tam Kỳ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Tuần qua, các đơn vị địa phương cũng đã tổ chức đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Sơ kết hoạt động khuyến học 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng của năm 2023 cho thấy quy mô mạng lưới khuyến học toàn thành phố phát triển lên thành 926 cơ sở hội với 26.800 hội viên. So với năm 2022, số tổ chức cơ sở hội tăng 76, số hội viên tăng 792 người. Toàn thành phố cũng đã huy động quỹ khuyến học được hơn 4,9 tỷ đồng. Trong đó thành phố gần 530 triệu đồng, địa phương, cơ quan, trường học là 4,3 tỷ đồng. Tổ chức cấp học bổng, trợ cấp khó khăn khen thưởng cho 27.741 suất với tổng kinh phí gần 4,7 tỷ đồng. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, hội đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng sâu học tập, tổ chức sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm bước đầu về triển khai thực hiện các mô hình học tập giai đoạn 2021-2030. Nhiệm vụ quan trọng đã được các cấp công đoàn tổ chức thực hiện rất thành công trong 6 tháng đầu năm, đó là Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2023-2028. Cũng trong 6 tháng qua, Liên đoàn Lao động thành phố luôn chú trọng trong công tác chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động. Cụ thể, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao 598 suất quà với tổng số tiền gần 300 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi trong đoàn viên công đoàn. Nhân dịp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 2 cán bộ công đoàn chuyên trách và 2 cán bộ công đoàn cơ sở, khen thưởng cho 6 tập thể đã tham gia hội thi, sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động toàn quốc năm 2022. Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức gặp mặt ôn lại 73 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2023 và tổng kết 5 năm cuộc vận động cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng làm theo Bác Hồ dạy. Với tổng số hội viên là 950 người, cựu thanh niên xung phong đã góp phần tạo động lực phát triển cho hội. Qua 5 năm thực hiện, tổng số quỹ huy động giai đoạn 2018-2023 là 145 triệu. Xây mới 13 nhà, sửa chữa 15 nhà với tổng số tiền là 950 triệu đồng, tặng 22 sổ tiết kiệm, số tiền 44 triệu đồng, tặng 1.164 suất quà với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Toàn thành phố có 27 mô hình cựu thanh niên xung phong sản xuất kinh doanh giỏi. Dịp này, hội cũng đã tặng 24 huy hiệu,
cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác và trao 3 giấy khen của tỉnh hội cho các hội viên tiêu biểu. Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố Tam Kỳ đã tổ chức trao tặng 40 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố do các mạnh thường quân thuộc nhóm Nhớ về Tam Kỳ tài trợ, tổng trị giá 80 triệu đồng và trao tiền mặt cho người già yếu tai biến đi lại khó khăn, góp phần hỗ trợ đắc lực cho người khuyết tật có thể tự di chuyển thuận lợi. Đúng vào dịp kỷ niệm 63 năm ngày du lịch Việt Nam ngày 9 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Tam Thăng đã tổ chức khai mạc tuần du lịch trải nghiệm bãi sậy sông Đầm địa đạo Kỳ Anh năm 2023. Tuần du lịch trải nghiệm diễn ra trong thời gian 7 ngày từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 7, gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn. Đây cũng là dịp để du khách trải nghiệm khám phá vẻ đẹp từ cảnh quan thiên nhiên cho đến những nét văn hóa đặc sắc của xã Tam Thăng. Điểm nhấn tuần du lịch là du khách có thể đi thuyền trên sông Đầm, check-in cùng với hoa sen đang mùa nở rộ, tham gia đánh bắt thủy sản cùng với người dân địa phương trên sông Đầm. Vừa qua, Phòng Kinh tế thành phố Tam Kỳ phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn Fashion Garment, khu công nghiệp Tam Thăng, đã tổ chức lễ bàn giao 1.300 cây dừa nước cho người dân thôn Ngọc Mỹ và Tân Phú, xã Tam Phú, để trồng ở vùng đầm lầy giáp sông Đầm và trồng ở bờ sông Tam Kỳ. Đây là hoạt động thường niên của công ty Fashion Garment nằm trong dự án ươm cây dừa nước, góp phần bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, dự án hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đang trong giai đoạn triển khai với hợp phần 1, lập kế hoạch chiến lược đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ. Tiến độ thực hiện đã và đang được thành phố Tam Kỳ và các đơn vị tư vấn phối hợp triển khai, từng bước định hình, đảm bảo tính khả thi của dự án, chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc thực hiện dự án. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Ngay khi dự án được khởi động vào năm 2021, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ và Tổ chức Coi Ca Việt Nam cùng các chuyên gia, giáo sư của đơn vị tư vấn là Đại học Anian, các công ty Jungdo UIT, EE và Viện Nghiên cứu Tái định cư Hàn Quốc CARIC đã bắt tay vào thực hiện hợp phần 1. Đây là hợp phần vô cùng quan trọng, quyết định tổng thể dự án. Do đó, phía Coi Ca đã tổ chức 10 đợt phái cử chuyên gia sang làm việc với thành phố Tam Kỳ để điều tra hiện trạng quy hoạch, các dự án đã thực hiện, thu thập dữ liệu, khảo sát ý kiến người dân để phân tích các vấn đề của đô thị, từ đó xây dựng chiến lược phù hợp với thành phố Tam Kỳ. Cái mục tiêu mà chúng tôi hướng đến ở đây không phải là một cái đô thị thông minh mà do chuyên gia chúng tôi, Hàn Quốc chúng tôi định hình ra, mà là một đô thị thông minh mà người dân Tam Kỳ cần. Chúng tôi có đặt mục tiêu là kế hoạch chiến lược đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ này nó sẽ trở thành một nền móng để có thể thành phố Tam Kỳ có thể dựa trên đó và triển khai nhiều dự án đô thị thông minh khác. Không dừng lại ở các buổi làm việc giữa chuyên gia dự án với lãnh đạo thành phố cùng các phòng ban chuyên môn, mà đến thời điểm hiện tại đã có 2 hội thảo tham vấn được tổ chức nhằm thu thập ý kiến của các sở ngành tỉnh, các chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Việt Nam để hoàn thiện hợp phần 1. Những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai dự án cùng với những kinh nghiệm điển hình trong xây dựng dịch vụ thí điểm và trung tâm điều hành tổng hợp tại nước ngoài như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đã được chia sẻ để học tập, có thêm giải pháp hoàn thiện hợp phần lập kế hoạch chiến lược đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ. Dự án xây dựng đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam của chúng tôi thì trực thuộc trong chương trình thung lũng đô thị thông minh miền Trung Việt Nam. Mục tiêu là xây dựng thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thành điển hình ở trong cái lĩnh vực đô thị thông minh. Sau khi đã đưa ra được cái mô hình đó thì chúng tôi sẽ liên thông kết nối với cả các đô thị vừa và nhỏ khác ở trong miền Trung Việt Nam. Trong cái quy hoạch chiến lược vùng thông minh tỉnh Quảng Nam cũng như kế hoạch xây dựng đô thị thông minh Tam Kỳ thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát bổ sung các nội dung lớn của quy hoạch chung của tỉnh cho các cái đô thị và vùng đô thị của Tam Kỳ cũng như phục vụ cận cũng như các đơn vị khác. Về các cái nội dung hạng mục công việc, các cái dịch vụ thì đối với dự án này thì đến 31 tháng 12 2025 thì chúng ta kết thúc. Và trên cơ sở đó thì sẽ có một cái kế hoạch
cho giai đoạn đến 2025 cũng như giai đoạn 25-30 tiếp tục đầu tư bởi cái tranh thủ cái nguồn của trung ương, của tỉnh, của ODA cũng như cái nguồn lực của Tam Kỳ, trong đó là chú trọng một số các hạng mục như là cái hệ thống camera thành phố CCTV sẽ bổ sung thêm, rồi ngập lụt cho đô thị cũng như là tích hợp các cái nội dung liên quan mà hiện nay cái trung tâm điều hành IOC cấp tỉnh và Tam Kỳ đang làm. Dự án xây dựng đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ hướng tới xây dựng đô thị Tam Kỳ trở thành thủ phủ thông minh, kết nối đô thị và con người bằng dữ liệu với nhiều dịch vụ chung và các dịch vụ đặc thù. Dự án có 7 hợp phần. Khi hợp phần 1 của dự án hoàn thành sẽ tạo nền tảng và là cơ sở vững chắc để đảm bảo tính khả thi của dự án, đồng thời cung cấp cho chính quyền thành phố những kế hoạch chiến lược tổng thể để thực hiện dự án, cũng như có thể nhân rộng, phát triển mô hình chiến lược xây dựng đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là thời điểm dành cho vui chơi, giải trí, nên các sân chơi hè dành cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố Tam Kỳ cũng bắt đầu nở rộ. Bên cạnh các sân chơi nhằm phát triển năng khiếu, cũng có nhiều sân chơi hướng đến rèn luyện thể chất, kỹ năng sống, được tổ chức miễn phí cho các em. Đam mê bộ môn bóng đá, nhưng ở địa bàn nông thôn lại không có lớp dạy, nên ngay sau khi kết thúc năm học, em Nguyễn Quốc Khánh ở xã Tâm Phú đã được ba mẹ đăng ký tham gia lớp bóng đá cộng đồng miễn phí. Đây là năm thứ ba lớp bóng đá cộng đồng do câu lạc bộ bóng đá Tam Kỳ Green City tổ chức vào dịp hè. So với các năm trước, số lượng học viên tham gia trong hè năm nay tăng cao với trên 200 học viên. Trong đó có nhiều em ở các xã vùng đông còn nhiều khó khăn. Đến với lớp bóng đá cộng đồng, học viên được miễn phí hoàn toàn từ kinh phí học tập đến đồng phục tập luyện. Vì con yêu thích bộ môn bóng đá và tại đây dạ hoàn toàn miễn phí, tâm con nào muốn được vô bóng đá trẻ cũng được. Lên trên mạng thấy có nhiều cái thông tin về việc tuyển sinh bóng đá cộng đồng tại thành phố Tam Kỳ. Bản thân cũng có con nhỏ, năm nay 7 tuổi, cháu cũng có đam mê về đội bóng đá nên đã đăng ký cho cháu có một cái sân chơi trong mùa hè này nó nhiều bổ ích. Còn đây là giải cầu lông trẻ thiếu niên di đồng Thảo Sport thành phố Tam Kỳ mở rộng lần thứ 2 năm 2023 do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông thành phố Tam Kỳ phối hợp với nhà tập luyện và thi đấu Thảo Sport tổ chức trong dịp hè. Chỉ là giải phong trào từ nguồn xã hội hóa nhưng thu hút hơn 400 thanh thiếu nhi, không chỉ trên địa bàn thành phố mà từ các huyện thị trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành khác tham gia. Đây là lần thứ hai con được tham gia giải thiếu nhi này. Con rất mong chờ và vui khi được tham gia, rất gặp gỡ rất nhiều bạn bè. Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông thành phố Tam Kỳ, các lớp năng khiếu dành cho thanh thiếu nhi trong dịp hè với hơn 20 môn gồm võ thuật, nhảy hiện đại, cờ vua, cầu lông, múa nhân gian, bơi lội, mỹ thuật, dẫn chương trình, thu hút đông đảo các em tham gia. Thành đoàn Tam Kỳ cũng chú trọng tổ chức các hoạt động rèn kỹ năng cho thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, thành phố tổ chức triển khai lớp dạy bơi miễn phí nhằm tiến tới mục tiêu phổ cập bơi cho học sinh toàn thành phố. Với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, sáng tạo, các hoạt động hè, các sân chơi bổ ích đang được triển khai khắp trên địa bàn thành phố Tam Kỳ nhằm mang đến cho các em một mùa hè thật bổ ích và thú vị. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình Tam Kỳ tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chào tạm biệt.